Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyền Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyền Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyền có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyền đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyền. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyền bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyền đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyền bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng. Và em Tuyền sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyền đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyền sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyền sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyền Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyền để em Tuyền sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng cho các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyền xin chào tất cả mọi người. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Vâng, các cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyền đang có mặt ở dưới thành phố Hà Giang, thì chính là bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Và đây mọi người ơi, thì hôm nay thì có chú Sử này, đây là vợ chú Sử này, và bên này là có em Chứ và bé Say. Thì hôm nay nào Chứ nào đi có mệt không, hỏi bé Say có mệt không? Có mệt không? Mệt à? À, cũng hôm nay là đi xe là nó nắng quá, mà cái thứ hai là xe hôm nay hơi đông đúng không, mà bị tắc đường nữa. Thế em hỏi em hôm nay Chứ là nhiệm vụ cao cả hơn nhá. Hôm nay là anh phải nhờ Chứ là làm phiên dịch viên cho anh cho chú Sử nhá. Em hỏi hai vợ chồng chú Sử là mệt không? Xem nào. Lý không? Đây này, hôm nay em Tuyên là đi xin cho cái giấy chuyển viện này mọi người này. Làm thủ tục mà cũng mất hơn 30 phút. Mà chú Sử với vợ đi xuống bệnh viện tỉnh mà mang nhiều đồ quá. Chứ thế nào? Mang nhiều đồ quá mà em hỏi cái bao này là cái gì? Quần áo đấy mà nhiều thế. Đây là quần áo này, con này cái này bao này cơ mà. Không, cái này không phải bao quần áo đâu. Cái đấy là cái gì, em hỏi cái là cái gì? Không biết là cái gì. Đấy. Nói chung là đi xuống Hà Giang này thì mình chỉ mang quần áo thôi, không mang đồ linh tinh đâu. Đi vào viện là em biết rồi đấy, là chật quá, người ta không có chỗ để đâu, người ta nói rồi đấy. Đấy. Thế bây giờ có uống nước hay là ngồi vào khám luôn? Ờ thế thì em hỏi chú Sử, thế là bây giờ ngồi uống nước tí cho khỏe khoắn rồi anh em mình vào bệnh viện nhá. Thế đi vào đây uống nước nào. Đây đây. Nghỉ một tí cho nó khỏe, cho nó tỉnh tỉnh một tí xong anh em mình vào viện sau. Là nào thế rồi, đến cửa bệnh viện là an tâm rồi. Nào đi Say, vào đây hầu đê này Say. Hầu gì hầu? Hầu đê hầu dinh. Say thì hầu đê thôi nhỉ. Say ngoan. Nào đi vào hầu đê đi. Đây đồ đạc của tất cả đây mọi người. Một chuyến này đi nhờ Chứ sẽ làm phiên dịch viên đây. Đâu chú Sử vào hậu dậu đấy. Đây là cái hầu dinh này sao hầu trơ. À đúng rồi, hầu đế chứ mà phải hầu trơ nhầm. Đấy bà con đi, hình như em Tuyên nghe nói là đây cái phích này, xong trong này còn ít lanh nữa. Ít lanh là còn mang đây rảnh nằm viện đấy. Còn tết lanh cơ. Đấy, nhưng mà mình cũng không hỏi rõ ở trên kia là cái gì. Mang này đi vào, em chuyện sợ nhất là bệnh viện người ta nói ấy, đông nhiều đồ linh tinh quá. Đây này, cũng không, rõ ràng có ba lô các thứ thôi mà không cho ba lô, mà cứ để trong cái túi bóng này. Chán đời đấy, để trước cho ba lô rồi mà. Sáng nay thì đi làm cái thủ tục chuyển viện này mất hơn 30 phút rồi. Và bây giờ thì ngồi đây nghỉ ngơi uống nước. Cũng rất là may có em Chứ em đi làm phiên dịch kia. Xong rồi chúng ta sẽ vào khám đi từng người một nhỉ. Bây giờ trước hết là sẽ ai già già, thế thì bây giờ phải đưa bố con bé Say đi trước. Xong rồi lúc đó để cho bé Say nghỉ, xong lúc đó là em Chứ sẽ đi phiên dịch cho em Tuyên bên chỗ vợ chú Sử bên này. Đấy.
Đó, chứ không đi được đông, đi bệnh viện này đi về không đơn giản. Bệnh viện nó rộng lắm, vì vợ chú sử kiểu gì nó phải đi nhiều khoa. Có thể là chiều nay nó xét nghiệm các thứ thì có thể sáng mai mới được cơ, thì có thể là phải ấy nữa. Sao? Em hỏi uống nước gì? Chú sử, xem chú sử, xem tù nỉa này hầu đế gì? Không uống gì à? Vâng vâng. Say có ăn chè không? Em hỏi say có ăn chè không? Không ăn à? Hỏi uống nước mía à? Ờ thì uống nước mía cũng được. Say nhìn rất là lanh. Say nhìn rất là lanh rồi. Mắt kia mọi người. Vâng, các cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên sẽ ưu tiên đưa bé say trước vì em bé say làm thủ tục khám lại mắt. Nhưng mà mọi người ạ, thì hiện tại nhá, vào khám thì bé say thì lần này lại phải nhập viện mọi người ạ. Thông thường khám lại, kiểm tra lại thì nó đơn giản thôi, nhưng mà có nghĩa là hiện tại bé say thì về do cái quá trình rửa của bé say không được sạch sẽ, vệ sinh gia đình sạch sẽ, không được sạch sẽ. Thì em Tuyên cũng có dặn bố bé say rồi, thế là bố bé say chứ đâu rồi? Chứ thế là về là vệ sinh hết thuốc rồi đúng không? Hết thuốc rồi nhưng bác sĩ bảo vẫn bị bẩn nha. Đấy. Thì đấy thì nếu em nghe đúng không? Bác sĩ bảo bây giờ sẽ nhập viện mất tầm 4 đến 5 hôm dùng thuốc cho nó khỏi hết cái dịch ở trong cái mắt đi. Thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành được. Và đợt tới thì bé say sẽ, nếu mà khám hết xong ấy, khám xong 4 5 ngày này thì khô mắt thì bé say sẽ tiến hành lắp mắt giả. Và lắp mắt giả ở đây thì bé say sẽ phải xuống Hà Nội, thành phố Hà Nội các cô chú nhá. Ở trên Hà Giang là không có. Bây giờ thì bé say đang ở trong khoa đang rửa mắt. Thế thì em Tuyên với bố bé say thì đang ngồi đợi ở đây. Và vừa rồi thì ta đi nhận phòng rồi, nhận buồng rồi. Thì bây giờ bé say sẽ nhập viện tiếp tục là điều trị nốt cái mắt cho nó khỏi cái dịch mủ đi. Đó, cái viêm nhiễm đi. Đấy, và bây giờ thì vào bệnh viện thì em Tuyên mới xong cái trường hợp của bé say thì bắt đầu mới nhờ chứ đi xuống là đi xa bên chỗ vợ chú sử. Đang ngồi đợi. Chiều nay cũng khá đông đó mọi người. Cái khoa, tất cả các khoa. Đây, nãy vào nãy khám là cũng vội vội đấy. Hai anh em ngồi đợi từ nãy giờ đang ngồi hành lang đợi mọi người nha. Đó. Đây thì bé say là được các cô chú anh chị bác sĩ đây rất là ưu tiên. Thấy bé nhỏ xinh xinh rất là thương. Nên là rất là nhẹ nhàng, tuyệt vời, thực sự rất là cảm ơn các bác sĩ ở đây. Đang rửa và đợi xong chúng ta sẽ nhận phòng. Bé say vừa mới đi rửa mắt về mọi người thì đã nhận buồng. Lại tiếp tục là mượn đồ ngủ đây. Bé say cứ mù pư đây nhá. Em bảo say cứ mù pư đây đi. Mình đi xong rồi mình tía mình quay lại. Ở đây thuốc mọi người. Đây. Bác sĩ vừa đưa một thuốc sáng mắt, một thuốc chống viêm. Phải xong bé say ấy, thì nhờ chứ đi làm phiên dịch được mà. Ok. Hết chưa? Rồi bé say lên mù pư đi bé say. Đúng rồi. Đây, mù pư đây nhá. Này, say cất cái này vào đây, tí nữa uống xong. Cất đi nhá. Em bảo là bé say bây cứ nằm đây nghỉ nhá, bảo bố đi xuống đây hộ bác kia một tí.
cho thì hỗ trợ một pha nhá, để cho bác kia vào bệnh viện khám. Ông chờ gì mà chứ, để cho pha nước không. Ừ, ok. Có đói không, em hỏi có đói không, hay là đi mua bánh gì cho em bé này. Thì sao không đói ạ? Ừ, chắc vừa uống nước xong đúng không? Ừ. Thôi đi, anh em mình xuống khám xong rồi đưa khám xong qua lên. Vâng, các cô chú ạ, thì hiện tại thì em Tuyên đã đưa cô già đã vào trong giường bùng bệnh đó. Và cũng vừa mới có tiêm thuốc xong thì bác sĩ bảo là nghỉ ngơi một chút xong rồi sẽ đi siêu âm. Đây, siêu âm và chụp X quang đó. Thì vừa tiêm thuốc xong sợ bị choáng ấy, nên chưa cho đi luôn. Đấy, phòng thì cũng rất là may, nó rất là ít bệnh nhân mọi người nhá. Khoa này không phải ít đâu, ở bên này thì rất là đông ấy, chứ không phải ít. Và hôm nay rất là may có chứ, nếu mà không có chứ thì anh cũng chịu đúng không? Mà tí nữa thì chứ đang lo cho chú Sử, vì chứ bảo là đi cái phòng này mọi người nhá, đi cái phòng này là tầng 4 nha mọi người nhá. Hiện tại đang ở cái tầng 4 cơ, không phải cái tầng 2. Mà chứ thì ở tận đằng bên kia này. Ờ, chứ thì ở tận đằng bên kia, mà chú Sử thì ở tận bên này. Đó. Mà đi nhiều như này thì em Tuyên không biết là chú Sử liệu có nhớ được hay không ấy. Tí nữa là anh sẽ đưa đi một vòng, đi xem là nhà ăn ở đâu này, nhà vệ sinh, nhà tắm gì nữa, anh em mình đã chỉ kia rồi. Em hỏi chú Sử là nhớ chưa, nhà vệ sinh nhá, đi không được đi nhầm đâu nhá. Con trai sao con gái là người ta chửi cho ra nhá. Đấy, mà từ sau là đi bệnh viện là không được mang thứ linh tinh kia đâu. Em hỏi là đợt trước anh Tuyên có tặng cho bao nhiêu cái ba lô rồi, mà tại sao không mang ba lô đi mà mẹ mang cái túi như thế? Chú Sử, qua đây nào, qua đây xem nào. Nhà là trước tặng mỗi nhà một cái ba lô, hai ba cái mà có sao không mang đi? Trời ơi. Thế thì em hỏi cái bao lô, bao tải cái đấy rốt cuộc là cái gì trong đấy, lanh à? Có chú ở nó có một cụ mà không thấy dân tại làm điện đây, mang mấy cái lên vào đây làm linh đấy. Ôi rồi, từ sau không được mang nhá, bác sĩ nói đấy, không được mang thứ linh tinh, chưa mang quá nhiều thứ ấy. Nhá, bây giờ một người nằm viện đây thì bây giờ mang cho người ta hay mang cho mình? Mang em cho hỏi người ta. Ờ, thế tế gọi người ta ra để lấy nhá. Thế bác sĩ bảo thấy nhiều đồ quá, bệnh viện thì mình mang ít đồ thôi. Xính bà á? Xính á? À, mỉ á? Tinh thì không biết. Đi lấy chồng ở chỗ khác có gì? Thế thì anh không biết, chỉ có biết xính pà thì biết này, mỉ thì biết này. Thôi bây giờ thì ngồi nghỉ một tí xong rồi đưa cô đấy đi chụp X quang nhá, siêu âm. Xong bé say chắc ngủ rồi nhỉ, no rồi chắc không đói thì chắc ngủ rồi. Bây giờ thì đi chụp X quang, xong tí nữa là gọi điện mang đưa cái lanh lên cho người ta nhá. Bác sĩ bảo nhiều đồ linh tinh quá nhá. Xong rồi tiện thể đi hướng dẫn luôn nhà ăn, mua đồ linh tinh như cốc này, nước này, và thiếu cái gì giấy vệ sinh nữa, khăn mặt nữa nhá. Bây giờ thì đang đi em đi tiếp đi. Đang hướng dẫn là đi khám X quang, siêu âm. Nói chung bệnh viện này nó rất là rộng, em Tuyên đến tất cả các khoa nó rất là mới nên là em Tuyên phải đi hỏi. Và thứ hai là lần này đi này để hướng dẫn là chỗ nhà ăn này, mua đồ luôn. Bắt bây giờ đi đâu rồi, bắt chú Sử đi đấy để cho chú lên nhớ. Chứ ơi, em vừa đi chậm chậm thôi, em bảo chú Sử nhá, đi đâu nhớ đường này nhá, không lẽ không biết đường đâu nhá. Vừa đi vừa nhớ nhá.
Vừa đi vừa nhớ nhá, chú xử nhá. Thế không biết đường không gọi được. Đây bên này. Bên này mới là chú Bích Quang. Nhà C. Bên này. Đấy. Còn chỗ người ta mới phát quần áo miễn phí ở đây cũng có mà. Người ta tặng này. Ở đây có đấy, nếu mà muốn thì ra đây mình nhận, hiểu không? Đây nhà C bên này. Nói chung bệnh viện khá là rộng. Chỗ kia kìa, chỗ kia là chỗ phát quần áo kìa. Hiện tại thì lúc nãy thì em Tuyên có nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ thì về lấy cái giấy chụp X quang cho bé say. Thì đúng lúc là cô vợ của chú Sử, cô già chụp X quang xong thì bé say cũng đang chụp, mọi người đang đợi ở trong này. Xong chưa? Bác sĩ ở đây đợi à? Đợi ở đây lấy kết quả luôn đúng không? Không đợi à? Cái gì chú đấy hỏi cái gì? Sao người quen à? Vâng, chào anh. Sao người quen của chú Sử hay như nào? Thế không phải người quen của mình đâu gì. Thế bây giờ xong rồi đúng không? Bác sĩ bảo xong rồi về gì? Thế bây giờ em đưa bé say lên phòng đi. Này chứ ơi, anh bảo này. Kia nhá, kia là quần áo tủ từ thiện nhá. Đấy thì mình mà muốn lấy thì mình cứ ra đấy lấy nhá. Để gọn vào. Cái nào mình mặc vừa thì mình lấy. Đấy, người ta đã chọn đấy. Người ta tặng đấy nhá. Kể cả em bảo là cả chú Sử nhá. Ở chú Sử này mà thiếu quần áo ấy. Lấy cho cả vợ nữa. Quần áo nào mình đẹp mình mặc thì mình lấy. Đúng. Đấy, bây giờ đi về phòng. Đây, đây nhá, nhà ăn ở bên này này. Đây là chú Sử, chỗ nó mỏ này. Chứ nhìn thấy chưa? Đây chỗ nó mỏ ấy. Đây đi ở đây. Đây đi ở đây đi cho biết đúng không? Đấy, chứ cũng rất là tỉnh. Đây đi, đây là đây nó mỏ này. Đây, vào đây một tiện luôn. Mua luôn là giấy vệ sinh các thứ này. Cốc kiếc luôn đúng không? Chứ có mua gì cho bé say chưa? Tối mua gì? Chứ thì nhanh hơn. Còn bây giờ mua luôn cho chú Sử, đi vào đây. Đấy, đi vào đây. Nó mỏ các thứ ở đây này. Thôi vào đây thì em Tuyên sẽ không ghi hình nữa mọi người. Đó. Vâng ạ, các cô chú ơi, thì vừa rồi đã đi làm hết các thủ tục siêu âm chụp X quang và đi mua đồ cho vợ chú Sử. Thì cũng hướng dẫn chỉ từng tí một vì hiện tại chú Sử là khó khăn hơn em chứ. Chứ thì nhanh nhẹn hơn là biết được chữ, và cái thứ hai là biết được những cái nơi mà mua bán hoặc là phòng vệ sinh các thứ thế nào thì chú biết rõ hơn. Thì lúc nãy em Tuyên cũng nhờ chú là chỉ hết là chỗ buồng ăn này, vệ sinh này, mua đồ linh tinh ở đâu. Và nãy vừa rồi thì cũng đã đi mua những cái đồ như là giấy vệ sinh, cốc và khăn mặt, đúng không ạ? Thì chú bảo là bây chú Sử còn nhớ đường hay là gọi là đã nhớ chưa? Nhớ tầng chưa? Không phải là tầng 4 nhá, khỏi tầng 1 như lúc nãy nhá. Anh chỗ kê một chứ, anh chỗ xong rồi đó. Anh chỗ trong thông tin đâu. Nhớ chưa chú Sử? Đâu chưa? Thế bây giờ em bảo là chú Sử là lấy điện thoại ra gọi cho điện thoại của em. Bây giờ chẳng may mà có lạc ở trong bệnh viện ấy, thì anh lúc nào anh không thể ở trong bệnh viện được. Vì tí nữa anh phải đi kiếm phòng nghỉ. Đây nghỉ. Nếu chưa đi từ chiều giờ mà hiện tại là vòng ra vòng về toát hết mồ hôi rồi. Ướt hết rồi đấy.
Thì em đáng lẽ bé say thì cứ tưởng là được không phải vào viện ấy. Thì nhưng mà bé say vào viện rửa mắt ấy. Thì cái trước hết nhá, thông báo tình hình cho các cô chú biết là cái tình hình của bé say. Bé say thì em là biết là sẽ phải nằm viện 3 đến 4 hôm hoặc đến 5 hôm, thậm chí là 5 hôm. Các bác sĩ mà rửa mắt mà tiến triển khỏi khô mắt thì các bác sĩ sẽ làm giấy chuyển tuyến cho mình. Sẽ chuyển tuyến từ thành phố Hà Giang xuống thành phố Hà Nội để đi lắp mắt giả. Lắp mắt giả xong là thành công là chúng ta về. Đó. Còn bây giờ thì quay ra cái trường hợp của chú vợ chú Sử. Trường hợp vợ của chú Sử thì hiện tại là vợ chỉ nằm vào điều trị. Và cái vừa rồi thì lúc nãy chú thấy đấy, là bác sĩ còn nói anh em mình đấy nhỉ. Vì đang nói là ở cái vấn đề là như vợ chú Sử tại sao là đợt trước bị lao hay như nào mà không thông báo rõ ràng. Mà hôm vừa rồi thì em tuyên với mọi người làm thủ tục ấy, thì bác sĩ cứ bảo là chuyển tuyến xuống thành phố tỉnh là được. Nên bác chuyển tuyến thì bác sĩ cũng không ghi là lao hay là đã khỏi lao hay chưa ấy. Nên là chỉ hỏi sơ qua ngày trước đã điều trị cái gì. Em thấy hôm nay bác sĩ bảo là tại sao không ra bệnh viện lao luôn đấy. Đúng. Nhưng mà hôm nay là họ là đưa giấy chuyển tuyến là xuống bệnh viện tỉnh đây ở đây đúng không? Đấy thì bác sĩ có nói mình đấy, là tại sao không đưa sang bên kia, sợ bây giờ sang bên này là ảnh hưởng đến các bệnh nhân bên này. Thì câu hỏi rõ là đã khỏi lao hay chưa đúng không? Đúng rồi. Đấy nhưng mà bây giờ cũng chả biết được nào. Đúng. Em hỏi vợ chú Sử thì hôm nay vợ chú Sử bảo sao? Không có gì, phải khổ tí rồi, đau tí cái bổng này thôi. Có đấy, bác sĩ hỏi là cái thuốc lao kia thì liệu còn hay không hay như nào ấy, em trả lời nào. Bác sĩ hỏi là thuốc lao còn hay không, nữa là bảo là bà đấy bảo là thuốc lao gì cũng được, cũng có rồi. Xong rồi cũng có. Đấy. Thế thì chú trả lời quanh không biết trả lời kiểu gì đúng không? Thì hôm nay là may có chú, nói thật với các cô chú là may có chú. Và bây giờ vợ chú Sử thì mai còn khám tiếp cơ. Bây giờ là chưa ấy được. Thế thì em hỏi là tối nay thích ăn cơm ra ngoài ăn cơm hay ăn cơm ở trong căng tin? Ra ngoài được gì? Thích ra ngoài để cho biết gì? Ok, thế thì nếu tối nay thế thì bây giờ còn sớm đúng không? Bây giờ về cứ chứ thì cũng mệt mỏi thì tí nữa về cứ tắm giặt đi. Chứ thì quen rồi. Đúng cái phòng gần cái phòng cũ rồi, gần quen này. Bảo chú Sử nhá, nếu mà ấy thì cũng rửa ráy chân tay đây này, rửa tè đi nhá. Rửa tè cho sạch đi. Phòng tắm kia, phòng tắm thoải mái. Khăn mặt các thứ dầu gội mình đi mua thêm dầu gội nữa quên. Đi mua thêm dầu gội nữa xong rồi vào cái phòng tắm kia tắm. Nó đó. Và bây giờ thì chú nói với chú Sử này. Thì hôm trước thì xem video ấy thì các cô chú nói rồi đấy. Nói chung là chú Sử từ sau là nghiêm cấm nhá. Nếu mà một lần nữa mà cúng bái nhá, ốm mà không nghe anh ra bệnh viện nhá, một lần nữa nhá, em nói dịch lại vì em cũng là người đưa con đi bệnh viện, thì em hiểu được cái tâm lý như nào. Con em không cúng, con em đau mắt, em chỉ mời thầy thuốc về, nhưng mà đợt trước đưa bệnh viện Hà Giang không khám được thì về, chứ không hề cúng nhá. Bây giờ em bảo chú Sử nhá, nếu mà cúng một lần nữa nhá, ốm đau mà anh Tuyên nói mà không nghe ra bệnh viện nhá, không đưa ra bệnh viện nhá, vì đưa bệnh viện không mất tiền nhá, mình có thẻ bảo hiểm rồi. Nếu mà không ra bệnh viện nữa nhá, mà cứ ở nhà mà dùng thuốc mông hay là cúng ấy, thì các cô chú sẽ không bao giờ giúp nữa nhá. Kể cả chú Sử là một người trưởng thôn giúp để chia đấy, rất là tốt trong công việc làm đường vừa rồi, nhưng mà cứ ốm mà không đưa ra bệnh viện nhá, mà cúng như này là các cô chú không giúp nữa, mà anh cũng không dám quay nữa, anh cũng không dám giúp nữa. Nói lại một lần nữa cho anh, mà em cũng là người, mà em cũng động viên bà con đây và để chia mình là không được cúng nữa. Bây giờ em cũng là người đưa con đi bệnh viện rồi, cũng không khỏi đâu. Nếu mà khỏi thì ngày xưa em cúng thì mắt của bé đã không hỏng rồi, đúng không? Thì bây giờ em nói luôn bằng tiếng Mông mà cho chú Sử hiểu đi. Chú nghe được. Em đưa luôn nói bằng đấy đi. Các cô chú không giúp luôn nhá. Các cô chú không cho tiền nữa đâu. Đấy. Vì anh quay rất nhiều hoàn cảnh ở trong đề chia, mà giúp chú Sử cũng một hai lần rồi, mà cứ bảo là ốm là đi mua thuốc mông, xong rồi là cúng nữa, là chắc chắn là lần này anh bị nói nhiều rồi. Anh không thay đổi được bà con mà cứ thích dùng thuốc mông và cứ thích cúng ấy, thì anh sẽ không giúp nữa, kệ thôi. Lúc đấy là ốm nặng rồi đừng có gọi anh Tuyên. Các cô chú bảo là đi cúng chán rồi bắt đầu mới gọi anh Tuyên ấy, nhưng không có luôn nhá. Bây giờ anh Tuyên bị nói nhiều rồi,
anh Tuyên không bảo bà con thay đổi được cái này thì anh sẽ không giúp. Ai nghe lời thì mới giúp. Còn đi xuống bệnh viện đấy các cô chú vẫn giúp mà. Đúng, rồi. Đúng không? Đấy, em bảo lại chú Sử một lần nữa cho chú đấy nhắc lại. Đấy, thế bây giờ thì bà con trong này chia phải học tiếng phổ thông đi nhá. Cũng như kiểu anh học tiếng Mông ấy, anh cũng đang muốn học một tí đấy. Thế, thế thì bây giờ bảo là không biết thì về sau phải nhờ người. Nếu mà muốn đi thì là sợ tía không biết tía. Đấy thì phải nhờ người. Nhờ một người như kiểu em đấy. Đấy trong thôn nào nhờ xá này, nhờ có thể thề này, hoặc là bạn nào anh em ở ngoài chỗ khác ấy mà biết đấy thì đi cùng. Mấy đứa để chia ở cho em vừa làm biết chứ biết tiếng hết mà. Nhưng mà để chia B không biết mấy. Đúng rồi. Đấy thì em bảo là từ sau ốm đau thì cứ đi nhưng mà phải nhờ người nhá. Chứ em nói này, bảo là để ốm nặng ra ấy, mà như các bác sĩ hôm nay em thấy đấy, em là người phiên dịch nên là các bác sĩ nói đấy, bảo là sợ nhất là bà con ở trên cứ cúng bái mất nhiều tiền xong rồi xuống đây nặng hơn. Em có nghe không? Nói bác sĩ ở đây nói đấy, bảo là không được cúng nhá. Đấy, thế bảo chú Sử như vậy. Thế bây giờ anh cũng không nói nhiều nữa, mà phải có em là người cùng đi bệnh viện để chú Sử nhìn thấy mắt của con em. Đấy, ốm nặng ra thế bị mù mắt đấy, đúng không? Đấy, thế là bây giờ thì không được ấy nữa, bây giờ phải nghe chứ không có cúng bái. Cúng bái thì anh cũng không dám giúp nữa đâu. Giúp và anh bị chửi là anh không dám giúp. Mà xuống bệnh viện đấy, bác sĩ còn bảo đấy thì có đi cúng không? Đấy, bác sĩ còn nói đấy, đúng không? Đấy thì bây giờ em bảo chú Sử này, thì xem qua video ấy thì chú Sử được nhóm hoa sen chân như ở bên Mỹ ấy. Nhóm hoa sen chân như đã tặng quà để chia rất là nhiều rồi. Tặng cho làm đường này, tặng cho làm cầu này. Mà các cô chú là luôn luôn theo sát bà con để chia và giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh nghèo. Thì nhóm hoa sen chân như trước cũng tặng tiền cho bé Say đi mổ mắt đấy. Đó. Thì nhóm hoa sen chân như có nghe thấy là cái kinh phí, nghe đấy là lo về phần kinh phí. Thì nhóm hoa sen chân như sẽ tặng cho chú Sử, vợ chú Sử là 2 triệu đồng. 2 triệu nhá, o trọ nhá. Đấy, tặng cho 2 triệu để đi khám nhá. Của nhóm hoa sen chân như em nói rõ là thế. Bỏ chân xuống. Nhóm hoa sen chân như nhá, đợt trước cũng đã cho tiền cho đế chia rồi, vô công làm đường này, vô công làm cầu này, đó. Đấy, bây giờ nhóm hoa sen chân như đã tặng cho 2 triệu đồng để giúp cho chú Sử là có cái kinh phí đi làm đường, đi chữa trị bệnh ở bệnh viện tỉnh nhá. Đó nên là chú Sử cũng sẽ là an tâm nhá. Hôm trước mà cũng bảo lo là không có tiền đấy, thì cũng an tâm nhá. Đấy, thì bây giờ thì anh sẽ là thế này. Cái tiền 2 triệu này thì anh sẽ giữ vào cái quỹ nhá, em cứ bảo thế. Vẫn cứ giữ vào quỹ đấy, chi cái gì thì lúc tổng hợp thì anh sẽ chi. Và ngày hôm nay thì cô chú ở đây thì anh sẽ đưa cho là cái thứ nhất là trích ra tiền, đưa cho chú 500 để anh mà không ở bệnh viện thì em sẽ mua những đồ gì cần thiết cho bé Say để sử dụng trong bệnh viện nha. Đây trích quỹ của gia đình em. Đây thì đưa cho em 500. Rồi. Rồi. Thì bây giờ thì em bảo là anh cũng sẽ trích cho đưa cho chú Sử là 500. Đây lúc anh mà không bệnh viện ấy, thì mua cái gì thì sẽ dùng mua. Đấy. Thế em nói chú Sử có thể bỏ nhỏ cái khẩu trang ra xem là nói bằng tiếng Mông. Xem có lời gì cảm ơn nhóm hoa sen chân như không. Xong em dịch lại, bỏ khẩu trang ra. Chú Sử. Cảm ơn so sinh nhóm hoa sen chân như thế nào. Nói mạ thôi, nói lo xem là cho các cô các chú nghe thấy không. Sao chú Sử bảo sao? Em bảo là tiếng phổ thông hơi yếu thì nó không biết cái gì thì biết, chỉ có biết một câu cảm ơn các cô chú thế. Rồi đấy đấy thì có nhân đây thì cũng cho em Tuyên thay mặt như kiểu chú Sử này và em Chứ, hai người nhà đưa bệnh nhân đi xuống khám bệnh, thì cũng cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã luôn luôn là quan tâm đến các gia đình và cũng giúp cho gia đình có kinh phí để đi khám bệnh. Thì bây giờ là thôi cũng muộn rồi, thì bây giờ sẽ là về nghỉ ngơi xong rồi về tắm giặt đi, xong rồi thiếu cái gì thì em hỏi chú Sử nhớ được chưa.
Nhớ rồi. À, gọi điện thoại chưa? Lấy số đi. Tí gọi sau. Ờ, không gọi luôn đi, gọi luôn đi đi. Gọi luôn bây giờ đi, nhớ đâu tí nữa về lại không nhớ phòng mà không tìm được đâu đâu. Đấy. Đâu chú Sử đọc số cho chứ đi. Mấy nữa mà chứ mà đi Hà Giang mà chú Sử vẫn nằm ở đây là chú Sử phải nhờ một người xuống đấy nhá. Ờ, chứ là mấy nữa là đưa Hà Nội mà anh đang đau đầu quá này. Anh cũng đang có việc khổ quá mọi người ạ. Em Tuyên thì con nhỏ ấy. Mà mẹ em Tuyên chuẩn bị xuống Hà Nội nữa cơ, không có ai trông cháu. Đây. Hai cái điện thoại đây. Hai cục gạch, một cục gạch đen trắng và một cục gạch điện thoại này rất là to. Chứ thì biết sử dụng mà còn đang xem số đúng không? Ừ. Số kia 0357 557 thôi. À đúng rồi, 557. 490 16 16 16. Gọi luôn. Xem chú Sử còn biết cái số của em. Đấy nhá. Có gì thì gọi nhá. Đấy, loa to chưa? Đấy. Thôi bây giờ thế là ok rồi. Thì bây giờ thì chú Sử sẽ lên phòng nghỉ. Còn mua những cái gì thì mua. Đấy, thiếu những cái gì thì mua. Bây giờ thiếu mỗi dầu gội đầu thôi, khăn mặt thôi nhỉ. Đấy, mình mua hết rồi. Nhớ số nhá chú Sử nhá. Không gọi được đâu. Đấy, tàu. Đấy. Ok. Chứ đây còn biết lưu đây này. Đấy, chú Sử đây này. Đấy, có lưu chú Sử đây mọi người. Chứ bà con để chia đây, thiệt thòi chưa. Không biết tiếng phổ thông, không biết chữ, khổ chưa. Nên là phải cho các mì tu mì xài đi mù gần tơ đấy chú Sử ạ. Đấy. Thôi bây giờ thì em bảo thôi về cứ tắm giặt đi chú Sử nhá. Đi ra bên này mua không biết tiếng ấy thì cứ đến đấy lấy xong rồi đưa tiền cho người ta. Đúng rồi. Ờ. Chứ không phải hỏi thì chú Sử người ta không biết tiếng Mông rồi. Thì cứ đến chỗ quầy kia đi vào đấy lấy rồi đưa tiền cho người ta là người ta biết. Đúng rồi. Ừ. Chú Sử nhá. Đi mua đồ ấy thì cứ đi vào lấy xong trả tiền là ok. Đưa tiền là ok. Ừ. Thôi bây giờ đi thôi. Bảo chú Sử lên nghỉ đi. Nhá. Xong bây giờ anh em mình về nghỉ. Đi ra ngoài uống nước. Lại rồi. Xong rồi nữa. Ok ok. Thôi được. Đi lại cho nhớ đường. Thì, thôi các cô chú ạ, bây giờ thì em Tuyên sẽ đưa hai như kiểu chú Sử này, bố bé Say ra ngoài uống nước. Đấy, để cho biết đường một chút xíu. Một lần nữa thì cảm ơn tới tất cả các cô chú, anh chị và xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở những video theo. Tới thì cũng rất là khó khăn mọi người, thực sự là khó khăn đấy. Em Tuyên bây giờ là phải đi xuống Hà Nội mà bây giờ cái công việc gia đình thì cũng rất là lo. Và xong cái thứ hai nữa là chú Sử nữa. Ở đây mà chứ mà đi không ai phiên dịch cho thì làm việc rất là khó khăn. Mấy bác sĩ là đi đâu phải có chứ. Một người khám mà hai người ổ tống, em Tuyên và chứ nữa. Đấy. Thôi bây giờ thì cũng cứ tạm thời đã, đến đâu thì ta hay đến đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.